cuộc sống. Thưa quý thính giả, chủ đề của chương trình ngày hôm nay như Kim Ánh cũng đã thông báo cùng với quý thính giả là chúng ta sẽ đến với một đề tài là viêm não phế cầu. Viêm não phế cầu là gì thì thật ra nó cũng còn khá lạ đối với nhiều người, phải không ạ? Nhiều người trong chúng ta cũng chưa biết hết là viêm não phế cầu là gì, rồi những cái biến chứng, những cái hậu quả ra sao khi mà mắc phải căn bệnh này. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với đề tài này với phần tham gia của tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa, trưởng khoa khám bệnh viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, một bác sĩ hết sức thân quen của chương trình Sức khỏe và cuộc sống vào mỗi trưa chủ nhật hàng tuần. Trong ngày hôm nay thì bác sĩ cũng đã dành thời gian của một ngày chủ nhật hết sức bận rộn của bác sĩ để có thể đến trực tiếp tại phòng thu tham gia cùng với chương trình và sẽ dành thời gian để có thể tư vấn cho quý thính giả về những vấn đề sức khỏe mà quý thính giả quan tâm, đặc biệt là quan tâm đến công việc chủng ngừa. Và một lần nữa thì rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia cùng với chương trình ạ. Kính chào quý vị khán thính giả của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào biên tập viên Kim Ánh. Dạ vâng. Thưa quý thính giả, viêm não phế cầu, một chủ đề mà trước nay thì chúng ta cũng chưa có thực hiện nhiều lắm trên làn sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và Kim Ánh cũng hy vọng là với cách tư vấn rất ngắn gọn và cách cung cấp thông tin rất gần gũi với người nghe của tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa, trưởng khoa khám bệnh viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có dịp để tìm hiểu kỹ hơn về viêm não phế cầu là gì. Và chắc chắn đây cũng là câu hỏi đầu tiên mà Kim Ánh cùng muốn trao đổi cùng với bác sĩ Cao Hữu Nghĩa, bởi vì viêm não phế cầu thực chất là một bệnh mà nhiều người cũng chưa hiểu, và viêm não phế cầu thì cũng được đánh giá là một trong những bệnh mà có thể nói là phổ biến ở người lớn, và nó còn được xếp đứng hàng thứ hai ở trẻ em trên 6 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 18 tháng tuổi. Vì sao lại như thế ạ? Thưa quý vị khán giả, đầu tiên đó là cái viêm não phế cầu có nghĩa là cái tình trạng viêm của não do một cái loại vi khuẩn là Streptococcus pneumoniae gây ra. Đây là một cái loại song cầu khuẩn gram dương. Thì như các bạn thấy cái tên của nó là phế cầu, do đó bên cạnh viêm não thì nó còn có thể gây ra những cái bệnh lý viêm của đường hô hấp và đặc biệt là viêm phổi, cũng như ở vùng tai mũi họng thì nó gây nên những cái viêm tai giữa, và một trong những cái biến chứng đáng ngại nhất của nó đó chính là cái nhiễm trùng huyết. Về cái tần suất cao nhất của bệnh mà phế cầu đó thì người ta thấy là nhiều nhất là ở những cái trẻ dưới 2 tuổi và ở những cái người già, và hàng năm ở những cái nước đã phát triển nó được báo cáo với một cái mức độ là 160 ca trường hợp trên 100.000 dân đối với những đứa trẻ mà dưới 2 tuổi. Đối với người lớn và trẻ em trên 6 tuổi thì đây là một trong những cái nguyên nhân gây bệnh viêm não mà đứng hàng thứ hai. Vừa rồi thì tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa cũng đã cung cấp thông tin để quý vị của chúng ta có thể hiểu một cách cơ bản nhất viêm não phế cầu là gì và tại sao mà viêm não phế cầu được xếp là đứng hàng thứ hai ở trẻ em trên 6 tuổi, đặc biệt là trẻ em dưới 18 tháng tuổi. Thưa bác sĩ, vừa rồi thì bác sĩ cũng có đề cập đến một số những cái biến chứng cũng như là những cái di chứng mà có thể gây ra khi mà chúng ta bị viêm não phế cầu, và Kim Anh cũng muốn là bác sĩ có thể phân tích cụ thể hơn những cái biến chứng này và những cái di chứng mà có thể để lại trên người bệnh, đặc biệt là khi mà chúng phải cái viêm não phế cầu này là như thế nào? Các bạn hình dung giống như là một cái mô hình tháp, cái nền đáy tháp đó chính là những cái trường hợp mà nó viêm hô hấp, và sau khi mà viêm hô hấp đó thì sẽ có những cái người mà ta tiến lên ta sẽ bị đi lên cao hơn, chẳng hạn người ta sẽ bị đi đến viêm vùng tai mũi họng, và tiếp theo đó là người ta sẽ bị những cái viêm phổi, viêm tiểu phế quản sâu, và từ đó nó mới có những cái trường hợp là có biến chứng là chính là cái đỉnh tháp đó chính là những cái nhiễm trùng huyết. Thì cái quá trình mà diễn tiến đưa tới những cái biến chứng, đưa tới những cái di chứng như thế nào là tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Nhưng mà người ta đã ghi nhận ở trong y văn là có những trường hợp sau khi mà viêm não do phế cầu thì người ta có để lại những cái di chứng như chậm phát triển tâm thần vận động, khó nói, hoặc là có những cái bất thường về mặt mà tâm thần học. Dạ vâng, như vậy thì xem ra những cái biến chứng mà gây ra từ viêm não phế cầu cũng hết sức nguy hiểm, phải không ạ? Như là tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa vừa trình bày là chúng ta có thể từ những cái thấp hơn như là viêm hô hấp cho đến nhiễm trùng huyết, và thậm chí là nó còn có những biến chứng nguy hiểm hơn nữa. Và rõ ràng là đây cũng là một căn bệnh mà chúng ta cần phải lưu ý rồi. Nhưng mà thưa bác sĩ, chắc chắn là đối với tất cả thính giả của chương trình thì một câu hỏi mà nhiều người cũng sẽ quan tâm đó là khi mà bị viêm não phế cầu thì nó có để lại những cái triệu chứng gì hay không, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết cái tình trạng viêm não phế cầu này hay không ạ? Đối với lại những cái trường hợp mà viêm não do vi khuẩn như thế này thì bao giờ cũng vậy, bạn sẽ có một cái hội chứng nhiễm khuẩn toàn thân,
và sau đó bạn sẽ có những cái dấu hiệu ngay tại vùng, tức là bạn sẽ có những cái dấu hiệu về não, màng não. Hội chứng toàn thân là sao? Ví dụ như bạn khi bạn nhiễm khuẩn thì bạn bao giờ bạn cũng sẽ có sốt nè, có ho, có nổi hạch, vân vân. Thì đây là những cái dấu hiệu mà người ta kêu là toàn thân. Bên cạnh đó bạn sẽ có những cái dấu hiệu về não, màng não. Chẳng hạn người bệnh sẽ cảm thấy là buồn nôn, đi tới nôn ói, và người bệnh sẽ có cảm giác là đau bụng, người bệnh sẽ có cảm giác chóng mặt hoặc là nhìn đôi, hay là những cái dấu hiệu về não, màng não. Thì cái tùy theo cái cơ địa của từng cá thể, thì có những người cái triệu chứng nó rất là rầm rộ, nhưng có những người thì cái triệu chứng nó không có điển hình để mà khiến cho người ta có thể chẩn đoán lầm, và chính vì vậy mà nó gây nên nhiều di chứng ở phía sau. Dạ, như vậy thì không chỉ là gây ra những cái biến chứng nguy hiểm như là tiến sĩ bác sĩ Cao Hùng Nghĩa vừa trình bày, mà đối với viêm não phế cầu thì anh nghĩ nó còn nguy hiểm ở cái tính là không điển hình, phải không ạ? Và nó là tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người như là bác sĩ vừa trao đổi. Nhưng mà thưa bác sĩ, đối với người lớn cũng như là ở trẻ em thì đều có thể bị cái viêm não phế cầu. Như vậy thì nó có những cái biểu hiện giống nhau hay không khi mà người lớn hoặc là trẻ em bị mắc cái viêm não phế cầu này ạ? Đối với người lớn và trẻ em thì tất cả bạn cũng đều có những cái dấu hiệu về bệnh lý gốc nè, bạn sẽ có những cái dấu hiệu về tiền sử, chẳng hạn cái người này là người hay bị bệnh lý về tai mũi họng chẳng hạn, hoặc là có cái tiền sử là đã có viêm nhiễm phế quản gì đó cách đây 2 tuần 3 tuần chẳng hạn, bạn sẽ có những dấu hiệu toàn thân tương tự như nhau, những dấu hiệu hội chứng màng não và não như nhau. Nhưng mà thường á, đối với người lớn thì do cái khả năng chịu đựng cũng như cái cách mà người ta sử dụng kháng sinh ở trong cộng đồng bây giờ đó, thì làm cho cái khởi phát của nó chậm và nó khó để mà nhận biết hơn, do đó cái biến chứng và di chứng thì nó lại nặng nề hơn là so với cái cách, những cái triệu chứng cũng như cái cách khởi phát của trẻ em. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đang nghe chương trình Sức khỏe và cuộc sống được phát trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, và với phần tham gia của tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa, trưởng khoa khám bệnh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, và đề tài mà chúng tôi đang trao đổi trên làn sóng trong buổi trưa ngày hôm nay đó là viêm não phế cầu. Ở phần sau của chương trình thì tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa cũng sẽ dành thời gian để có thể tư vấn cho quý thính giả, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến viêm não phế cầu, hoặc là những việc mà chúng ta cần phải những vaccine mà chúng ta có thể chủng ngừa, cũng như là những bệnh có thể chủng ngừa để có thể phòng được bệnh. Và như vậy thì đường dây điện thoại mà quý khán giả có thể điện đến vào thời gian này trong khi diễn ra chương trình trực tiếp đó là số điện thoại 3822-3285, một số điện thoại đang sẵn sàng kết nối cùng với tất cả quý khán giả gần xa trong chương trình ngày hôm nay. Và quay trở lại với đề tài của chương trình ngày hôm nay thì Kim Ảnh cũng muốn trao đổi thêm cùng với tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa, đó là vừa rồi khi mà đề cập đến những cái biến chứng từ viêm não phế cầu thì bác sĩ có đề cập đến cái biến chứng ảnh hưởng đến cái đường hô hấp đối với cái bệnh này. Và Kim Ảnh cũng được biết là đối với sự cảm nhiễm của phế cầu khuẩn, nó sẽ gây viêm phổi tăng lên nếu mà chúng ta có những cái tổn thương hoặc là những cái chức năng đường hô hấp dưới như là cúm phù phổi hay là những cái vấn đề có liên quan. Và bác sĩ có thể phân tích cụ thể hơn là cái viêm não phế cầu này nó liên quan trực tiếp đến cái viêm hô hấp như thế nào, và nó gây ra những cái biến chứng mạnh hơn trong những cái trường hợp này như thế nào ạ? Có thể nói là cái phế cầu khuẩn nó là một trong những cái người bạn của virus cúm, đồng thời nó lại là một cái kẻ thù đáng sợ khi mà hai chúng nó bắt tay nhau để mà cùng tấn công vào cơ thể của chúng ta. Thì như các bạn thấy đó là cái mô hình tháp mà nó mô tả đó, thì mình thấy bệnh hô hấp ở đáy tháp và cái nhiễm trùng huyết và những cái biến chứng nặng nó ở trên đỉnh tháp. Thì về mô hình dịch tễ thì người ta thấy có một cái mối tương quan có ý nghĩa về mặt có viêm não và những cái bệnh lý hô hấp, tức là những cái bệnh lý hô hấp nó có thể có liên quan tới vấn đề viêm não, nhất là khi nó liên quan tới phế cầu khuẩn. Về mô hình mà cộng đồng thì người ta thấy những cái người ta nhận thấy có những đợt dịch mà bộc phát bệnh hô hấp thì nó thường đi sau đó nó sẽ là những đợt bộc phát bệnh viêm não dưới hình thức là những cái phụ dịch hoặc là những cái ổ dịch nhỏ. Và đứng về cái góc độ mà bệnh học, về mô hình bệnh học thì người ta thấy một cái viêm não mà không chẩn đoán kịp thời sau một cái nhiễm trùng hô hấp mà không được theo dõi triệt để và đưa tới cái việc mà dùng kháng sinh trễ hay là những cái kháng sinh kém hữu hiệu thì nó chính là cái tiền đề để xuất hiện một cái viêm não. Thì như vậy, đối với lại một cái lưu ý nhỏ nữa là đối với những trường hợp mà khi mà có những cái mùa cúm ở trong cộng đồng đó thì các bạn biết là vi khuẩn phế cầu nó thường hay bội nhiễm lên trên cái nền của cái cúm, và chính vì vậy mà nó làm cho cái viêm phổi nó trở nên nặng nề và trầm trọng hơn cũng như là khó điều trị hơn. Dạ vâng, và một điều mà Kim Ảnh cũng quan tâm đó là khi mà đối với những cái bệnh mà nó thuộc về
vi khuẩn rồi thì nó thường là rất dễ lây lan trong cộng đồng. Và đối với bệnh phế cầu khuẩn này thì không biết là cái đường lây lan của nó như thế nào, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến những người mà khi mà tiếp xúc với những bệnh nhân có tình trạng là viêm não phế cầu không ạ? Dạ, như là cái tên của nó thì các bạn thấy rồi đó, thì phế cầu có nghĩa là cái vi khuẩn nó lây qua cái đường mà phổi, mình nói nôm na như thế, thì cái vi khuẩn mà phế cầu này thường nó đi lây lan bằng những cái con đường mà hô hấp. Những đứa trẻ mà khi mà nó nhiễm phế cầu rồi thì nó ho khẹt lên trên những cái đồ chơi, những cái vật dụng, những cái ghế của nó ở trong cái trường mẫu giáo, thì khi đó những đứa trẻ khác, bạn bè của nó khi mà mình đụng chạm vào những cái vật dụng đó thì có thể bị nhiễm, nhất là khi trẻ không có rửa tay. Thì nói nôm na là cái vi khuẩn cho phế cầu thì nó thường là nó đi lây lan qua bằng đường hô hấp. Do đó cái cách mà mình phòng ngừa hay như thế nào, mình cũng phải cắt cái con đường lây lan của nó. Dạ vâng, thì bạn thấy là nếu mà lây qua đường hô hấp thì chắc chắn là cái tốc độ lây lan cũng như là cái tình trạng mà dễ lây nhiễm thì nó cũng rất là phổ biến rồi. Chúng ta có thể phòng được bệnh nhưng mà cũng thật khó chủ động trong cái trường hợp như thế không ạ? Ngoài cái biện pháp mà chủ động phòng bệnh thì chúng ta sẽ có thể áp dụng những cái biện pháp nào để có thể ngừa được cái tình trạng viêm não phế cầu này hay không ạ? Đối với cái cách mà dự phòng và điều trị thì mình sẽ chia làm 3 cấp độ. Cái thứ nhất, mình phòng đối với một cái cộng đồng chung lớn đó, thì bạn phải áp dụng cái nguyên tắc 3 sạch, tức là bạn phải nhắc nhở các em, các bé nó phải rửa tay thường xuyên, và ngay cả đối với người lớn, nhất là những cái người già đó, thì cũng phải nhắc người ta phải rửa tay thường xuyên khi mà người ta tiếp xúc với lại cái môi trường mà có đông người. Cái thứ hai là phần phải điều trị tốt những cái ổ mà nhiễm khuẩn, thường nhất là những cái ổ nhiễm khuẩn tai mũi họng mà rất là thường hay bỏ sót, nhất là chúng ta khi mà chúng ta đi làm hay gì đó thì những cái vấn đề mà nhiễm khuẩn tai mũi họng thì chúng ta bỏ quên mất đi, thì phải chẩn đoán kịp thời và xử trí hữu hiệu. Cái thứ ba là phải cung cấp những cái kiến thức, những cái thông tin cho cộng đồng ở trong các môi trường đông người, chẳng hạn như cơ quan, xí nghiệp, khu công nghiệp, vân vân. Rồi cái cấp độ thứ hai là chúng ta dự phòng chủ động hơn, đó là chúng ta sẽ dự phòng bằng cái vaccine ngừa phế cầu. Thí dụ như cụ thể chúng ta có cái vaccine Pneumo 23 hiện nay chẳng hạn, và cao cấp hơn thì trong những cái trường hợp mà không có may mắn chúng ta đã bị nhiễm cái phế cầu khuẩn ha, qua đường hô hấp, hay là thậm chí có những cái biến chứng nặng, thì cái kháng sinh chính là cái vũ khí mà duy nhất cũng như là rất là hữu hiệu. Và hiện nay thì nó cũng là một cái loại vũ khí mà đầy thách thức khi mà vi khuẩn mà phế cầu khuẩn đang ngày càng trở nên kháng với lại nhiều loại kháng sinh hơn. Dạ vâng, đối với những biện pháp mà có thể phòng được bệnh như là tiến sĩ bác sĩ Công Nghĩa vừa trao đổi cùng với thính giả của chương trình, thì ngoài hai cái biện pháp là sử dụng kháng sinh thì tất nhiên là phải có sự chỉ định của bác sĩ rồi. Về cái vaccine thì Kim Ảnh nghĩ là chúng ta cũng có thể chủ động trong việc phòng ngừa cho bản thân mình. Và quan trọng nữa là áp dụng cái biện pháp 3 sạch, một biện pháp mà Kim Ảnh nghĩ hết sức đơn giản, ai cũng có thể vận dụng được và có thể mang lại một cái hiệu quả phòng bệnh hết sức cao, như là rửa tay thường xuyên này, rồi điều trị tốt những cái ổ nhiễm khuẩn tai mũi họng, hoặc là chúng ta tiếp nhận những cái nguồn thông tin để có thể có một cái kiến thức tốt nhất cho bản thân mình cũng như là cho cộng đồng trong một cái môi trường tập thể, phải không ạ? Và điều mà Kim Ảnh cũng rất quan tâm trong một chương trình như là chương trình Sức khỏe và cuộc sống, đó là chúng ta đã có một cái vaccine có thể ngừa được phế cầu. Vaccine này thì sẽ được ứng dụng như thế nào, được vận dụng ra sao, và những cái đối tượng nào mà chúng ta cần phải lưu ý để có thể chủ động được phòng được bệnh trong cái viêm não phế cầu này ạ? Đối với lại cái vaccine mà hiện có hiện nay đó thì các bạn lưu ý rằng cái lứa tuổi mà chúng ta sẽ đưa con em chúng ta đi chích là thông thường là sau 24 tháng tuổi. Thì đối với lại một số cái người già, người lớn mà người ta có bệnh nguy cơ cao, chẳng hạn ví dụ như người ta có bệnh phế quản mãn tính, người ta có bệnh phổi tắc nghẽn, người ta có bệnh lý tim mạch, thiểu năng vành, suy tim, cao huyết áp, hoặc là những bệnh lý về suy thận, bệnh vi cầu thận, những trường hợp mà bệnh tiểu đường có biến chứng, thì đây là những cái đối tượng mà nên có cái vấn đề mà chỉ định chích ngừa phế cầu để nó dự phòng những cái biến chứng đối với lại những trường hợp mà nhiễm phế cầu khuẩn. Dạ, và cái liều để mà có thể tiêm ngừa vaccine này là chúng ta sẽ áp dụng như thế nào ạ? Chúng ta đối với những đối tượng mà được chỉ định đó, thì chúng ta sẽ chích một liều là 0.5 ml. Dạ vâng, chích một liều thì cũng rất đơn giản thôi mà, chúng ta không phải nhớ nhiều những cái lịch tiêm mà có thể áp dụng được nhiều mũi như là những cái vaccine khác. Và rất cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa, trưởng khoa khám bệnh viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho quý thính giả những thông tin hết sức bổ ích về bệnh viêm não phế cầu, một căn bệnh mà Kim Ảnh nghĩ là cũng cần phải được tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng để mọi người có một cái ý thức tốt hơn trong việc phòng bệnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần tư vấn dành cho thính giả qua đường dây điện thoại 382 3285.
Dạ, bây giờ thì xin mời phòng kỹ thuật kết nối máy cùng với thính giả. Alo. Alo. Dạ, tôi đã nghe được tín hiệu từ thính giả rồi. Bây giờ thì xin mời chị đặt câu hỏi cùng với tiến sĩ bác sĩ Cao Hùng Nghĩa đi ạ. Chị ơi, cũng như cháu nhà em cũng được 2 tuổi, gần 2 tuổi rưỡi rồi mà cũng như cái mũi mà tiêm trái dạ. Dạ vâng. Thì cái lúc 1 tuổi có tiêm 1 mũi rồi, vậy mình còn tiêm nữa không nữa? Dạ vâng, chị liên quan, chị quan tâm đến vấn đề là tiêm ngừa cho bé, đặc biệt là bệnh thủy đậu hay còn gọi là bệnh trái dạ, phải không ạ? Dạ. Sau đây thì mời chị nghe phần tư vấn của bác sĩ ạ. Chào chị, cái điểm thứ nhất là chị tiêm ngừa cái vaccine ngừa trái dạ đó, thì theo những cái khuyến cáo ngày nay thì người ta sẽ có tiêm 2 mũi. Thì cái vấn đề mà chị tiêm 2 mũi hay là 1 mũi như thế nào đó, cái đó là tùy thuộc vào cái chỉ định của cái bác sĩ. Ngay tại cái nơi mà chị đã tư vấn khi chủng cái mũi đó ban đầu, như vậy là chị phải nên, bởi vì người ta phải biết cái tên thuốc, cái chủng loại thuốc thì người ta mới có thể đưa ra cho chị một cái khuyến cáo chính xác được. Thì hiện nay trên thị trường thì đã có cái loại vaccine thủy đậu chích 1 liều, nhưng cũng có loại vaccine thủy đậu chích 2 liều. Do vậy chị phải đến tư vấn với lại cái nơi mà tiêm chích ban đầu đó chị, để người ta nhìn thấy cái tên thuốc và người ta sẽ đưa ra cho chị một cái hướng dẫn thích hợp chị nha. Dạ vâng. Thưa quý khán giả, chúng ta đang thực hiện chủ đề của chương trình ngày hôm nay là viêm não phế cầu. Kim Anh thấy là viêm não phế cầu cũng là một bệnh mà chúng ta cũng chưa hiểu lắm rất nhiều ở trong cộng đồng. Như vậy thì những vấn đề mà liên quan đến viêm não phế cầu, chẳng hạn như vừa rồi tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghị cũng có trình bày là đối với viêm não phế cầu thì chúng ta có một cái vaccine ngừa phế cầu, đặc biệt là đối với trẻ em mà sau 24 tháng tuổi, rồi đối với những đối tượng người già, chẳng hạn những đối tượng mà chúng ta có những cái nguy cơ cao về những cái bệnh lý mãn tính thì chúng ta cũng cần phải chủ động trong cái việc phòng ngừa này. Nếu mà quý thính giả chúng ta có những đối tượng là trẻ em hơn 24 tháng tuổi hoặc là đối tượng người già thì chúng ta quan tâm đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay, chúng ta cũng hãy tham gia cùng với chương trình nha. Số điện thoại 3822-3285, chương trình sẽ ưu tiên kết nối cho những thính giả nào quan tâm đến đúng chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Rất mong là sẽ nhận được nhiều cuộc điện thoại liền đến của quý thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một vị thính giả tiếp theo. Alo. 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 Dạ, xin chào chị. Bác sĩ ơi, em có em bé là 2 tuổi rưỡi. Dạ vâng. Mà từ hôm sanh đến giờ em chỉ chích đến đủ liều lượng là đến 9 tháng thôi, là em chưa chích mũi nào hết. Thì bây giờ mình có thể chích thêm cái mũi nào khác phải không bác sĩ ạ? Dạ vâng, sau đây thì mời chị nghe phần tư vấn của bác sĩ Cao Hữu Nghĩa ha. Dạ chào chị, tức là đối với những cái tiêm chủng cơ bản trong chương trình tiêm chủng quốc gia thì hầu như chị đã hoàn tất rồi, khi chị đã chích được tới 9 tháng tuổi rồi. Còn tất cả những cái loại tiêm mà sau 12 tháng tuổi đó thì coi như là chị bỏ trắng rồi. Thì cái đó nó tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế cũng như là những cái hiểu biết về cái tầm quan trọng của bệnh lý đó. Thì nếu mà chị nên đến với là cần thiết đó, chị nên đến với là một cái cơ sở y tế gần nhất đi chị, để cho các bác sĩ người ta sẽ hướng dẫn, người ta chỉ cho chị là cần phải chích cái gì. Khi đi chị nhớ mang theo cái cuốn sổ và tiêm chủng đó, ở trong đó thì hầu như người ta có đầy đủ các loại thuốc chủng mà người ta khuyến cáo cho người dân, các bậc cha mẹ để mà lưu ý cho con chị ơi. Dạ vâng, rất cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa. Và thưa bác sĩ, đối với chuyên đề của chúng ta ngày hôm nay là viêm não phế cầu thì có một vấn đề nữa mà Kim Ánh cũng muốn trao đổi cùng với bác sĩ, đó là trong các chương trình sức khỏe và cuộc sống thì chúng ta cũng đã rất nhiều lần thực hiện cái chuyên đề về viêm não mô cầu rồi, và ngày hôm nay là chuyên đề về viêm não phế cầu. Thực chất thì viêm não mô cầu và viêm não phế cầu này nó có cái gì khác nhau hay không, và những cái biến chứng nó gây ra thì có nguy hiểm như hay không? Mong là bác sĩ cũng sẽ có một cái sự so sánh phân tích để thính giả có thể hiểu rõ hơn về hai cái bệnh lý này ạ. Cả hai thứ đều gây viêm não, có lẽ là các bạn biết rồi. Thì cái nguyên nhân, một là mô cầu và hai là phế cầu. Não mô cầu là một cái loại vi khuẩn, nó có thể đi qua đường hô hấp hoặc là thông qua những cái ổ nhiễm trùng lân cận để nó gây nên cái tình trạng viêm não. Trong khi cái viêm não phế cầu thì thường nó sẽ đi qua bằng cái con đường là đường hô hấp để mà gây nên. Đối với lại cái viêm não mà mô cầu, não mô cầu đó thì thường các anh chị và các bạn nghe rất là nhiều, bởi vì thường khi mà nó xảy ra rồi thì nó thành những cái vụ dịch lớn, hoặc là những cái ổ dịch trong những cái khu doanh trại quân đội, hoặc là ở trong những cái môi trường tập thể lớn. Còn phế cầu thì thường nó xảy ra sau một cái dịch viêm hô hấp, thường mình sẽ thấy ở đâu, ở trong những cái trại dưỡng lão, ở trong một cái môi trường nhà trẻ đông đúc. Đứng về mặt mà diễn biến thì cả hai thứ đều gây viêm não, đều gây những cái hội chứng màng não thì đều nguy hiểm như nhau. Nhưng mà các bạn nên nhớ là đây là hai cái loại viêm não khác nhau, một là viêm não do não mô cầu và một cái thứ hai là viêm não do phế cầu.
Dạ vâng, như vậy thì với chương trình ngày hôm nay chúng ta đã có thể không chỉ hiểu rõ về viêm não phế cầu là như thế nào mà chúng ta còn có dịp để có thể so sánh và hiểu kỹ hơn về viêm não mô cầu và viêm não phế cầu. Còn bây giờ thì thời gian dành cho thính giả vẫn còn, chắc có lẽ là chúng ta sẽ kết nối với một vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Alo. 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 Dạ anh ơi, mình đang nghe radio phải không anh? Dạ mình có thể dịch chuyển radio ra xa một tí đi anh. Mình nghe qua điện thoại để nghe rõ hơn ha. Dạ, bây giờ thì mời anh đặt câu hỏi cùng với tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa. Dạ, xin tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa cho em hỏi là em có cháu nó 3 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà cái chương trình vaccine quốc gia thì đã chích hết rồi. Còn cái viêm não phế cầu rồi viêm não Nhật Bản với cái vaccine Lumila thì mình có nên chích hay không, và nó mình chích thì như thế nào bác sĩ? Dạ vâng, rất cảm ơn anh đã quan tâm đến vấn đề sức khỏe cho cháu ha. Dạ bây giờ vấn đề này chích như thế nào đây thì ngay sau đây tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa sẽ có câu trả lời cho anh ha. Chào anh, cái điểm đầu tiên đó là anh đã hoàn tất được cái chương trình tiêm chủng quốc gia, đó là một trong cái nỗ lực to lớn rồi. Cái phần thứ hai thì như là anh vừa đọc tên thì anh thấy có chữ não. Anh thấy cái gì mà viêm não thì thường nó đều rất là ghê. Và như vậy thì sau khi mà viêm não người ta sợ nhất là nó có những cái di chứng. Và do vậy thì đối với một cái góc nhìn cộng đồng thì mình khuyến cáo anh là nếu có điều kiện, nếu mà ở gần những cơ sở y tế, anh nên có cái tiêm chủng về cái vấn đề mà viêm não, dù là viêm não Nhật Bản hay là viêm não phế cầu, viêm não mô cầu. Còn đối với vấn đề mà rubella và sởi quai bị đó thì đối với những đứa trẻ mà nó bắt đầu nó đi vào trong môi trường nhà trẻ, môi trường trường mẫu giáo thì mình cũng nên có cái mũi chích đó. Bên cạnh đó thì chương trình tiêm chủng quốc gia người ta cũng sẽ có những cái chương trình để mà người ta nhắc lại về phòng ngừa rubella cho cháu anh nhé. Dạ vâng, và thời gian còn lại chúng ta sẽ gặp vị thính giả, một vị thính giả nữa, xem vị thính giả này sẽ quan tâm đến vấn đề gì đây ha. Dạ, alo. Dạ dạ. Dạ, đi. Xin chào anh. Dạ, anh có thể dạ. Nói ngắn gọn những vấn đề mình đang quan tâm anh ha. Dạ dạ. Dạ, xin mời anh đặt câu hỏi ạ. Dạ, chị hỏi cô em mới sinh 4 tháng rưỡi á chị. Dạ vâng. Dạ, dạ sinh 4 tháng rưỡi, dạ, ý là bữa em cũng nghe điện đài là nói cho uống cái gì vaccine để ngăn ngừa tiêu chảy bác sĩ. Dạ vâng. Dạ, mà ý em muốn hỏi là cái đó mũi thuốc là khoảng, cái nhỏ bữa trước em chỉ, em ở quận 9 bác sĩ. Dạ vâng. Em tới chỗ trung tâm dư tế dự phòng thì nó chỉ nhỏ có 2 nhỏ thôi mà. Là tới 700 ngàn, mà yeah. Nó phải nhỏ 1-2 nhỏ nữa là khoảng 1.4 triệu. Yeah. Thì em thấy nói chung nghe nói mà em nó đáp quá mà em cũng phải nhỏ 2 nhỏ rồi. Dạ vâng, rồi. Bác sĩ đã hiểu ý của anh rồi ha. Ngay sau đây thì tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa sẽ có câu trả lời dành cho anh nha. Chào anh, thật sự là cái đó là cái vaccine ngừa tiêu chảy Rota đó anh. Và khi mà người ta sử dụng thì nó sẽ có 2 lần mà em bé phải uống, và mình sẽ sử dụng tốt nhất là khi bé trước 6 tháng tuổi. Và thật sự là nếu mà anh cân nhắc giữa cái chi phí mà anh điều trị cho một trường hợp tiêu chảy, nhất là đối với những đứa trẻ mà dưới 6 tháng, dưới 12 tháng, với lại cái chi phí mà anh bỏ ra cho một cái liều vaccine mà bé được ngừa đó, thì thật sự cái chi phí mà anh bỏ ra cho vaccine không đáng kể. Thì như vậy thì mình khuyến cáo anh là khi đã uống hết một liều rồi thì nên cố gắng uống liều thứ hai đi anh nhé. Bởi vì cái ngừa Rota này là một trong những cái nguyên nhân mà nó cũng gây tiêu chảy, chiếm tỷ lệ rất là cao, hơn 50% trong cái đối tượng trẻ dưới 12 tháng tuổi anh ơi. Dạ vâng, rất cảm ơn phần cung cấp thông tin và tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa, trưởng khoa khám bệnh viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho thính giả trong chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Kim Ánh cũng xin được nhắc cùng với quý thính giả là ngay sau đây quý thính giả hãy tiếp tục theo dõi chương trình trên làn sóng FM 99.9 MHz nhé. Chúng ta còn một chương trình liên quan đến sức khỏe nữa, đó là chương trình Đố Vui Y Học với chủ đề đi bộ và sức khỏe, với phần tham gia của thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước, một bác sĩ rất quen thuộc của chương trình tư vấn trên làn sóng FM 99.9 MHz. Và đến đây thì chúng tôi rất cảm ơn nhà tài trợ văn phòng đại diện công ty Sanofi Pasteur đã tham gia đồng hành cùng với chương trình này. Cúm là bệnh xuất hiện quanh năm ở nước ta. Trẻ em là đối tượng rất dễ bị lây nhiễm. Tỷ lệ nhiễm ở trẻ em là 15-42% ở lứa tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo và đầu cấp 1. Đồng thời trẻ em cũng là đối tượng lây truyền bệnh cúm trong gia đình và cộng đồng với tỷ lệ 30%. Virus cúm gây ra các biến chứng như là viêm tiểu phế quản, viêm khí phế quản, làm nặng thêm tình trạng bệnh hen có sẵn, và viêm tai giữa, rối loạn tiêu hóa, co giật do sốt hoặc là viêm não.
đặc biệt là làm gia tăng thêm việc sử dụng kháng sinh đến 30% cho trẻ trong suốt mùa cúm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc tiêm phòng vaccine đã được chứng minh làm giảm 60% bệnh tật liên quan đến cúm, giảm tử vong do cúm đến 70-80%. Ngay cả ở người khỏe mạnh, việc tiêm ngừa cúm cũng giúp giảm 70-90% nguy cơ mắc bệnh cúm. Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên có thể tiêm ngừa được vaccine cúm để bảo vệ mình và cộng đồng. Hiện nay đã có vaccine ngừa cúm mùa 2010 tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong toàn quốc. Đặc biệt, tiêm vaccine cúm mùa năm nay giúp phòng ngừa chủng cúm đại dịch AH1N1 năm 2009. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ nước mắm nhĩ đậm đà khó quên. Ông xã yêu đời vậy ta. Wow, nước mắm nhãn xanh, bà bí quyết nào chọn được nước mắm cho hợp lý hả bà xã? Theo khẩu vị nhưng phải hợp vệ sinh. Đúng vậy, nước mắm chính hiệu đệ nhất tự hào với công nghệ thanh trùng qua quy trình sốc nhiệt và làm lạnh đột ngột đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi khẳng định đệ nhất tinh cốt cá cơm 100%.